mẹ bỉm sữa chính là em. Giấc ngủ ngon thôi cũng thèm, nhìn chẳng khác con bú dù. Ăn một bữa cơm cũng vội, đôi khi vô đáp lưu xì chưa xong thấy con khóc nhẹ lao ra cũng chưa kịp tè. Ôi ôi mỗi khai điếc mũi tôi, cả trăm thứ khiến mẹ lo. Ăn dặm sao thì thế nào, chỉ bỉm sữa thôi hết ngày. Quay cuồng như trong chóng này, dọn dẹp giữa bát hết hơi quay sang nấu ăn. Giặt đồ loay hoay lắm khi phạt rồi mới mình ba đầu với sáu tay. Ngủ ngày cày đêm cứ như vậy chiến miên, mắt nó thành quầng đen trống hết như thằng nghiện. Đôi khi nhìn gương thấy thêm màu sầu vì nó như yêu quái phương nào. Chồng thì cứ như người dưng, sáng vội đi đêm mới về, còn say khướt ôi nậu mề. Tâm con cái gì, mình thì chỉ quấn lấy con váy ngắn guốc cao, ngày nào mang cả đi với bao nghẹn ngào. Nhìn em to đúng như cái thùng, vậy mà chưa hết mệt đâu. Con thơ ốm đau mới thấy sầu, chỉ muốn ốm thay con mình. Không sao thiết tha với việc gì, chỉ cần con hết ốm đau bao nhiêu khó khăn, chẳng mang mẹ cũng cần tất luôn nhẹ nhàng. Mẹ là super mom đó mà. Cứ một vài hôm nên trẻ từ 3 tháng là đã uống được nha. Và ta cứ nên mua sẵn về, dùng xong sẽ thấy sao mà mê. Vì tính chất tự nhiên giảm ống vật thường xuyên, và sau bao lâu dùng đều tăng đề kháng xứng như tiên. Tỏi giúp chống run sẵn đường ruột, lại giúp tránh ho với cảm lạnh, giúp trị bệnh hen suyễn cho con. Vết thương vì tỏi cũng giúp cho nhanh lành hơn, khỏi còn phòng tránh vì những nguy cơ cho bệnh tim. Phòng ngừa ung thư thì tỏi cũng rất là tốt. Mẹ bầu dùng tỏi hạn chế nguy cơ sinh non, cải thiện hệ xương tốt ngay cho con. Con mạnh hơn thôi, không hơn về đêm cung, bởi dùng thường xuyên cái đồng chí tỏi này. Tinh chất tỏi plus của làng chi này,